Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường học EDIC. Và số sinh viên của mình là COB01HP016. Và ngày hôm nay để quay trở lại bộ môn Automation ấy, thì mình cũng có một cái phiên bản mới rất ra mắt. Đấy, thì phiên bản cái phần mềm này có tên là Suri. Thì ở đây là mình cũng có muốn show cho các bạn xem qua cái giao diện luôn. À, ở đây cái dung lượng của mình nó hơi bị nặng ấy, thì mình tạo một chút nó sẽ hiện lên cái giao diện. Đây, đây là cái giao diện của mình đã tạo trước đấy này. Đấy, thì ở đây sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn sẽ thấy có những cái chức năng. Thì đầu tiên là mình sẽ thấy là có tab, cái chức năng là tab. Thì đây mình có hai cái chức năng, có hai cái tab, thì một là tab TikTok, hai là tab Facebook. Thì ở đây là do là tab Facebook đã mình chưa có dữ liệu cho nên mình sẽ để trống, còn tab TikTok thì mình đã có dữ liệu rồi. Đấy, thì ở đây thì mình có cái chức năng đấy chính là start này. Ở đây có một cái bảng button là đăng bài, thì trong button này sẽ có option này. Option là đăng bài, cập nhật thông tin. Đấy. Tiếp theo là chính là sẽ có một cái text box ở đây. Đấy, và nút tìm kiếm. À, và cái cuối cùng là chức năng chrome. Thì ở đây là có chức năng đăng bài, thì mình sẽ rồi mình cập nhật nhá. Bấm start này thì ta sẽ cập nhật dữ liệu của mình ra. Đấy, thì đây là cái chức năng cập nhật này. Ngoài ra là các bạn có thể thấy có cái lăn chuột ở đây. Cái thanh công cụ lăn chuột ở đây đấy, thì nó sẽ giữ cái dữ liệu của mình nó nhiều ấy, thì mình sẽ có thể chạy được. Ở đây thì mình mới để một góc ở đây bởi vì mình chưa có nhiều dữ liệu, sau mình có thể cải tiến hơn và mình sẽ cho con lăn này nó lăn chuyển. Đấy, tiếp theo là mình sẽ ví dụ mình lấy thông tin chẳng hạn, mình sẽ cho nó chạy nhá, cần thông tin và đồ nó chạy. Đấy. Ở đây thì mình đang có mình nick, nhưng mà nếu như để chạy được hết mình nick này thì cũng khá là lâu. Thì mình nghĩ là mình cho nó chạy khoảng 4 nick thôi. Các bạn có thể nhìn thấy nó đang xử lý tên nick ở đây này. Đấy, mọi người có thể thấy. Mọi người có thể thấy là nó sẽ cập nhật nick và nó sẽ chạy từng nick cho các bạn để lấy thông tin. Following, follower và số lượng like. Mình thấy ra là mạng lag cho nên nó cũng chạy nó hơi chậm ấy. Mọi người có thể thông cảm một chút. Đấy. Thật ra tí nữa mình có thể giới thiệu một chút về những cái chức năng, ví dụ đăng bài của nó này, nó sẽ chạy như thế nào, cái cách nó chạy của nó như thế nào. Cái này nó đang hơi yếu này, chạy mãi không được. Nó đã xử lý xong được một nick rồi thì nó cũng khá là lâu về cái thời gian mà nó lát trang ấy, với lại thì cũng khá là lâu ấy. Mọi người có thể chờ nó lát. Đấy, bây giờ mình chuẩn bị xử lý nick thứ hai này. Ok, mình nghĩ là mình sẽ cho nó chạy trong khoảng mình sẽ cho nó chạy 2 nick thôi. Mình sẽ cho nó chạy 2 nick để cho mọi người có thể nhìn sâu qua là nó chạy thôi, chứ để nếu để lâu quá thì nó khá là mất thời gian. Đấy. Mình sẽ chạy 2 nick thôi. Đây nó lót cũng khá là lâu. Mọi người có thể thấy là nó đang in này green ra rồi cái nick của nó đây. Nó sẽ in ở đây. Người xong đấy thì mình có thể mình chạy thì nó sẽ khi mà in ra thì nó có thể xử lý nó hơi lỗi. Ở đây nó đã in ra rồi, mình sẽ viết được tab nhé. Đấy, thì coi như là nó đã in xong được hai nick của mình. Thì
Tiếp theo thì mình sẽ xử lý đến phần mình sẽ cho nó chạy đến cái phần là nó không tin. Ở đây là do là mình đang cho là cho quá trình chạy mà nó không tắt ấy. Thì nó sẽ lỗi như vậy. Bây giờ mình sẽ nhắc đọc bài. Thì đối với phần đọc bài này mình cũng tương tự thôi. Thì mình chỉ cho nó đăng một bài thôi chẳng hạn. Mình chỉ cho nó đăng một bài thôi. Sẽ có vào từng nick nhé, nó cũng tương tự là sẽ vào từng nick của mình, bắt đầu đăng nhập xong rồi cái này thì mình sẽ đăng nhập vào cookie đấy, thì xong đấy thì nó sẽ vào trực tiếp vào lấy video của mình đã tải sẵn sàng trước đấy, đã sẵn trước đấy rồi, nó sẽ bắt đầu đăng lên và có những cái caption cụ thể, mình đưa ra những cái file txt đấy, có những cái file cụ thể để login này, con gì mà file txt đấy. Sau này mình có thể cải tiến hơn là mình sẽ cho nó tự động lên trong trên các những cái nền tảng, ví dụ ở TikTok hoặc lên nền tảng ví dụ là Facebook hoặc là Instagram ấy, thì sẽ tự động lấy video về và đăng. Đây thì mình hiện tại thì mình đang cho nó lấy tự động, mình sẽ lưu tự động về. Để login upload thì mình sẽ bắt đầu upload video và đăng video. Ok, bạn có thể nhìn thấy nhá. Khi thực ra là cái này thì mình cũng có làm từ trước rồi, thì các bạn cũng có thể thấy là mình cũng đã có đăng từ trước đấy rồi, những video này rồi, đúng không ạ? Cái này thì mình đã cho nó chạy chữ từng một cái. Mình có những cái gọi là hashtag mình đã đặt ra trước đấy. Bây giờ mình bấm cái click để cho nó bật quyền và bắt đầu mình đăng. Ok, thế là nó cũng đã lắp xong được cái video của mình rồi đấy. Thế thì mình chỉ cho nó đăng một cái thôi nhá. Đấy, cái video của mình cũng khá là bị nặng ý. Cho nên là mình sẽ chỉ cho nó đăng một cái như thế thôi. Chứ upload nhiều là nó sẽ bị ở kiểu nặng file ấy. Bây giờ thế là đã xong. Thì đây cái chức năng tiếp theo thì chính là chức năng textbook. Thì đây là mình sẽ sử dụng cái nick tìm kiếm này để mình tìm kiếm tên nick ở đây. Nếu như không có sử dụng, nếu như trong câu bảng này chẳng có tên nick thì nó sẽ lập tức là nó sẽ không hiện diện.
đấy, ví dụ mình tìm Nga chẳng hạn đi, đấy thì những cái nào có tên Nga thì nó sẽ lập tức nó hiện ở đây, đấy lập tức nó sẽ hiện ở đây như thế. Hoặc là mình sẽ có thể tìm tên chi chẳng hạn, mình kiếm thì nó sẽ hiện ở đây đấy. Còn nếu chẳng may ví dụ bây giờ mình sẽ ghi một cái tên mà không có thì sao, ghi một cái tên mà không có ví dụ như là Hoàng chẳng hạn, thì lập tức nó sẽ không khó ở đây đấy, tên sẽ không có ở đây đấy. Mình sẽ nhập lại nhá. Vâng, thì đây là những cái video của mình, những cái video mà những cái option của mình đã tạo lên cho các bạn xem qua, thì những cái giao diện mà mình đã tạo ra như này. À, lần sau